Bây giờ là 5 giờ chiều, trên đường đi ra đường Thành và ra chợ cá Lã Vọng ăn tối. Cuối tuần khách sạn ở đây cháy phòng các bạn ơi. Đang ở mát mẻ và đang trên đường tới ăn chả cá Thăng Long. Ngồi đây nha. Đây là món bò biển cá và chả cá. Chả cá Thăng Long này. Không có, vậy thôi á. Vậy thôi á. Họ chỉ ăn rau này thôi. Rau thơm này, hành, họ chẻ nhỏ, thì là. Chủ yếu là hành, hành lá với thì là. Họ cho chín xong mới cho miếng thì là lên, chụp khoan cho thì là. Khi nó sôi lên đó. Đây là món bắc nha. Này chín gốc luôn. Chín gốc bắc luôn đó. Ăn món này là biết ăn thì là. Cho hành nước thì là vào cá nóng và ăn được rồi. Và bánh nêm thơm quá các bạn ơi. Đói bụng rồi. Thank you.
ngon lắm các bạn ơi. Bia Hà Nội nha các bạn. Rồi coi thử bia Hà Nội như thế nào nha. Nào chia. Thử bia Hà Nội coi. Cũng ngon. Nhẹ. Nhẹ hơn bia Sài Gòn nha. Đúng rồi, nhẹ hơn bia Sài Gòn. Đối với chị thì không có phải ghiền bia cho nên là uống cái này là ngon. Còn đi Sài Gòn thì nó hơi nặng hơn, đắng hơn chút xíu. Nhưng ghiền, nhưng nhậu là thích Sài Gòn hơn. Tại vì nó mới đủ mạnh, mới đủ đô. Các bạn, bia Hà Nội. Cái này là say mồi luôn á. Quá ngon luôn. Giờ ra mấy ngày rồi, hôm nay mới có dịp để thưởng món giả cá Thăng Long. Bao tử cá, giòn giòn, vị lạ lắm. Xong mình sẽ thử món chả giò nữa. Ở đây gọi là nem. Lúc đầu nãy nem á, chị tưởng là nem chua. Nem chua. Nó vuông vuông nhỏ nhỏ ở miền Nam đó, nhưng mà khi mà đem ra biết là họ gọi là nem, nhưng mà ở miền Nam gọi là chả giò. Ra đây mình học được thêm những từ ngoài Bắc. Cho đậu phộng vô nữa. Cho miếng hành nha các bạn, miếng ngò. Mắm à. Mắm nêm. Vậy có bạn nào nói là đi ra Hà Nội mà không ăn chả cá Thăng Long là coi như là chưa phải đi ra Hà Nội. Đúng. Chính xác. Chính xác luôn á. Ngon. Cây cây nem em mua cho nóng nóng nguội rồi. Nhà đây nem, nem là chả giò đó nha các bạn. Trong đó là sao? Có nước mắm á.
trong Nam mình gọi là chả giò cá. Giòn mà ăn liền chứ để ngồi nó mềm á. Miền Nam chả giò mình ăn phải ăn thêm với lại rau xà lách như vậy nè, cái rau thơm nhà đây không có, mình ăn với nước mắm chua. Cái nhân làm ăn rất là ngon. Bằng cá hả? Nhân bằng cá. Ở miền Nam là bằng thịt hoặc là bằng cua hay là tôm. Ngon. Các bạn biết cá này làm từ cá gì không? Cho vợ chồng em chi biết nha. Thường ở mình là chơi mình làm cá catfish là cá ba sa hoặc là cá hồi. Ở đây em biết cá là cá gì, ăn ngon, ngon lắm. Vị giống như là không biết có phải là cá lăng hay không. Các bạn nào biết thì nhớ bình luận cho hai vợ chồng biết nha. Cái món này mà không ăn với bún thì không được nha. Và bún ở đây họ luộc cũng ngon lắm nha các bạn. Bún nó tươi, nó dai, nó tươi, ngon. Anh thích nhất là món cá, cá là một món ăn rất là ngon. Còn bao tử cá ok, nhưng mà từ sau nếu đi qua ăn là chỉ ăn cá. Chả giò cũng ngon nhưng mà ăn tại mình quen ăn cái rau sống á, rau xà lách, rau thơm vô. Rau xà lách không có rau thơm thì hơi bị ngán. Mà làm rất là ngon, trong nhân rất là ngon, vị rất là ngon. Nói chung là đó, các bạn nhìn thấy là biết rồi, sạch sạch sạch. Món chả cá thì quá xuất sắc, không có đối thủ cạnh tranh luôn. Các bạn có dịp đi ra Hà Nội thì ghé vào tiệm này ăn, thưởng thức có rất là nhiều. Anh đây, anh dạ. Cho hỏi là tiệm này mở lâu chưa? 30 năm rồi. 30 năm rồi. Mà cá này mình làm bằng cá gì vậy? Đoán đúng rồi, mình đoán đúng rồi. Cá lăng là bao tử cá lăng luôn. Lâu rồi. Tính tiền em luôn nha. Bây giờ rất là đông nha các bạn. Hôm nay thì mình đi sớm nên còn vắng. Bây giờ là khách vô bàn đầy hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi về lại bờ hồ uống cà phê. Chỗ bán cả cá thăng long cũng gần chỗ cũ thì ở
Anh chạy chiếc xe lâu chưa? Xe này nè. Cũng được, nói chung là cũng từ ra ngoài Hà Nội đây nè. Ờ, vậy là bữa giờ em đi xe là anh là chạy, người chạy xe lâu nhất á. Một hai tháng nè. Có bạn thì mới chạy có 1 tháng thôi. Ở ngoài này công an cũng dễ anh hả? Người Hà Nội luôn hả? Em là người ở phía tỉnh Hà Nam. Hà Nam hả? Hà Nam. Dạ. Rồi lên Hà Nội này làm ăn hả? Gia đình lên đây hết không? Xe này cũng tạo cho công an việc làm biết bao nhiêu người anh hả? À, đúng rồi. Trước đó anh làm gì gì? Trước tôi cũng bên chạy xe đó, chạy việc Grab này. Ồ, chạy Grab là xe của anh. À, rồi vâng. Còn Grab thì nó đi xe của mình. Dạ. Xong rồi đi là cái tháng 6 của người làm ngoái đó, cái này nó phát động ra cái này chuyển sang làm cái này. Ủa rồi, cái này mình có cần phải đặt cọc tiền để mà mình... Đặt cọc 4 triệu. Ờ, 4 triệu thôi. Ờ, tới rồi, cà phê phê la nè. Rồi, tới nơi rồi. À, hai vợ chồng em đang ở quán cà phê phê la. À, vào đây, các bạn vào đây uống uống cà phê nha. Đây là các bạn trẻ. Cà phê Pela, nốt hương đặc sản. Địa chỉ là 45 Lý Thường Kiệt nha các bạn. Bây giờ mình vào mình gọi nước. Xong rồi mình ra ngoài ngồi cho mát ha. Đây có các loại cà phê nè. Phê thăng. Phê chua phù. Ô lông nè. Ô long matcha. Ở đây món gì đặc biệt em? Trà sữa hoặc cà phê hả? Cà phê bên em đang có sản phẩm mới đấy ạ. Hả? Cà phê bên em đang có sản phẩm mới, đó là phê thăng đấy, nó sẽ là cà phê ủ lạnh ạ. Cà phê ủ lạnh. Dạ vâng ạ. Mọi người đang khá chọn món này. À, tối ngủ được không? Nó không nặng cà phê lắm đúng không ạ? Dạ hả? À, thử đi. Dùng ở đây đúng không ạ? À, dùng ở đây em. Rồi món gì đặc biệt nữa? Cái sô lơ bên em xin này, bên em có trà xưa, cái sô lơ bên em xin là cà, ô long cải xưa, ô long sô cô la.
sữa phê la hả? Rồi cho chị hai. Chắc thôi đi em. Giờ uống nước thôi. Hai đồ đúng không ạ? Rồi. Rồi. À, lúc nãy mình uống cà phê ở quán Phê La bên đó. Bây giờ mình sẽ băng qua đây, băng đường để mình đi hướng về Hồ Gươm. Đây đông ghê, mấy quán ăn bên đây đó, chợ đông, quán nướng nha, chả bí đao, đông vui quá. Phải quay lại những hình ảnh buổi được gặp được chị, coi như là gặp bên Mỹ mới có lần thôi à, không ngờ ra Hà Nội lại gặp chị à. Vui quá. Có nhận ra chị này không? Chắc là chưa lên video như biết được đâu. Gặp cũng là một cái sự tình cờ phải không? Đúng rồi. Cái gì cũng là có duyên mình gặp nhau. Rất là vui gặp chị ở ngoài này. Alo, cái thủ cái là tình cờ gặp nhau ở Cali thì lại là Hà Nội nhá. Cũng đó có duyên nửa vòng trái đất ha. Bây giờ mình lại bắt phố, mình đi phố đi bộ, mình sẽ đi ra phố đi bộ. Phố đi bộ, cạnh Hồ Gươm á. Đến là phố đi bộ rồi. Đông vui quá. Đây phố đi bộ vào buổi tối các bạn, buổi sáng quay cho các bạn xem và lúc ban ngày đông hơn rồi ban ngày nữa các bạn ơi. Coi như ba mẹ dẫn các em ra đi chơi rất là đông nha. Phố Tràng Tiền á, hồi sáng có đi ăn kem Tràng Tiền rồi. Thôi kệ đi, về Mỹ tính sao? Đúng rồi. Sao giờ mình đang enjoy mà đang vacation à. Chợ Đồng Xuân, chợ Đồng Xuân chỗ nào em hả? À, chợ Đồng Xuân đi, 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 chợ Đồng Xuân đi
cả tháng lên. Thì cũng gần nó tiện á. Cái kia. Đi thẳng đến là phố Tràng Tiền. Buổi tối ở đây vui ghê, đông ghê luôn á. Buổi sáng hay chồng đến đây ăn, đi ăn kem ở phố Tràng Tiền ở đây nè. Kem Tràng Tiền. Thì hai chồng đi quanh lại vào buổi tối. Quá trời đông luôn, có nhạc sắp sinh. Rồi đây có gì đây, biểu diễn đường phố vậy. Kiếm thị chơi nhạc hay quá.
đi thẳng xuống phố Tràng Tiền này, đi ra nhà hát lớn. Rồi sắp hàng quá trời luôn. Buổi sáng hai dòng đến đây thì không có xếp hàng nha các bạn. Còn buổi tối các bạn thấy không? Xếp hàng. Có rất nhiều quầy nha các bạn, quầy nào xếp hàng dài hết trơn. Phố đi bộ này. À, đúng rồi. Lần đầu tiên thì chị ra đây đó. Không vui quá. Băng qua con đường này mình mới đi đến nhà hát lớn. Đây, đi với cô Hà Nội chính gốc luôn. Cứ đi theo cổ là an toàn thôi. Nhìn cái đèn xe bên phá rồi mắt chị nó sáng lên à. Lúc nãy thì chị có gặp điện xe mà phố Tràng Tiền nha các bạn. Còn con đường ngang đó là phố Ngô Quyền. Trông vui quá. Trước là nhà hát lớn nữa các bạn.
cao, thổi cao. À, các em có dàn loa, dàn âm thanh rất là hay nha. Bộ này rất là rộng nha các bạn, dọc quanh hồ Hoàn Kiếm luôn. Phố đi bộ như lớn hơn, dài to hơn là ở Sài Gòn luôn á. Đi bộ Sài Gòn có một đoạn là con đường luôn. Phố Đinh Tiên Hoàng, phố Tràng Tiền và dọc quanh bờ hồ. Sữa chua trân châu Hạ Long, các bạn thấy không, đi tới đâu cũng dọc dọc coi như là có những quán cốc, những cái ghế nhỏ nhỏ ngồi ăn ở ngoài lề đường. Đây là mình về tới khu cà phê Hầm Cá Mập. Đi bộ vòng quanh bờ hồ rất là vui, các bạn thấy không, đông lắm luôn á, bà con quá chừng đổ ra đi bộ, những người dân ở đây và những du khách khắp nơi, khách nước ngoài, những con diều dễ thương không, con diều họ làm giống như con chim vậy. Cà phê ngồi, hôm bữa mình ngồi trên đó uống cà phê. Trong khu vực này là họ cấm xe vào đây.
này vào những ngày cuối tuần á, khách sạn rất là coi như là cháy phòng, giá cao. Pate cột đèn, hôm bữa mình có ăn bánh mì á, bánh mì pate cột đèn. Lòng vòng coi như đi gần một tuần lễ đi lòng vòng ở đây thôi, cũng tính ra cũng chưa tuần, tại vì mình đi mấy ngày ở Quảng Ninh rồi đi Ninh Bình à. Cũng 3 ngày ở Hà Nội rồi. Ở đây còn bán đồ ăn. Các bạn không giờ bán đồ ăn. Chỗ khách sạn mình hôm nay mình đổi chỗ là mình ở phố Cầu Gỗ, như trên con đường này luôn. Đây là hầm cá mập. Cà phê quán xá ở đây rất là đông nha các bạn, quán nào thấy cũng đông hết á. Mà đặc trưng ở đây là những cái ghế bé bé thôi, nhỏ nhỏ thôi. Đặc biệt nè, mình vô mình phải trải nghiệm. This looks good. This is not normal. I have to try. Wow, món đậu hũ hấp dẫn các bạn ơi. Cho chị một chén em. Ủa mình để vô tô được không? Tất cả đều để vào tô. Không đi đem ra em, chị đem về. Để được vào cốc nhựa. Rồi cho chị một ly đi. Cái gì vậy? Hai cục đầu tiên hả? Hai cục đầu tiên là tàu phở thập cẩm. Trân châu đường đen. Ủa có trái tim là gì vậy em? Bánh flan hả? Cho chị cái này nè, tàu phớ thập cẩm caramel tim. Cho đá thiên đường giùm chị nha. Đây. Không mà một phần thôi cơ. Thế là bỏ rồi sao vậy? Đã bị hư à? Phố thì tầm khoảng 3-4 nếu mà sẽ thay một lần luôn ạ. Để không hết mà sẽ thay ạ. Không vậy á hả? Vâng ạ. Wow. Tàu phớ là sẽ có khoảng tầm 4-5 nồi ạ. Bán 4-5 nồi mà để lâu quá là không được. Vâng, cứ tầm 3-4 nếu sẽ thay một lần ạ. Bây giờ nó hết cái độ ẩm ấm ấy ạ. Dạ. Hay quá ha. Tàu phớ ở trong Nam mình gọi là tàu hũ. Nếu mà mình mua tàu hũ không á là có 20.000 thôi. Đúng rồi ạ. Tàu hũ coi như là mình mua cái loại đặc biệt thập cẩm là 35.000. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi trả tiền. Một ly này là 35.000 các bạn ơi. Mình cứ đi lang thang là mình quẹo vô mình ăn thôi. Rồi trong đây là những loại nước đường. Đường có gừng hả em? Còn bên đây là caramel hả? Đây là chân châu đen ạ. Chân châu đen, dạ. Nước đường ở đây là dùng hoa nhài ạ. Không dùng gừng ạ. Hoa nhài. Rồi. Có bán kem nữa. Đủ loại kem hết luôn các bạn ơi. Rồi cảm ơn em. Dạ em bán. Nhiều người nước
ngoài họ cũng thử. How is it? Amazing. Oh, good. Hỏi bà Mỹ. You make me go to buy it. I didn't plan to eat this one. Yeah, I just see ya. You have it's good, huh?